Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và về những khóa học làm giàu và về những cái cách thức để chúng ta có thể làm giàu nhanh chóng. Và để chuẩn bị cho cái video này thì mình đã phải soạn giáo án rất là cẩn thận và chỉnh chu. Trước tiên để làm giàu thì chúng ta cũng cần phải có những cái yêu cầu. Cái yêu cầu để làm sao phù hợp với việc làm giàu. Có người thì muốn nghèo, có người chỉ thích cuộc sống bình bình thôi. Nhưng mà những ai mà đã tham gia khóa học này thì chắc chắn là phải giàu. Thì có một vài những yêu cầu khi mà chúng ta muốn làm giàu ở trong cái khóa học này. Và cái khóa học này chỉ tuyển những người mà đủ những yêu cầu đó. Thì yêu cầu thứ nhất là các bạn phải đang nghèo. Và cái yêu cầu thứ hai là các bạn là phải có cái tư tưởng là muốn làm giàu. Và cái yêu cầu thứ ba không thể thiếu được đó là một tư duy muốn kiếm tiền. Nhưng mà phải kiếm tiền bằng đầu óc. Nhưng lại không cần kiến thức. Thì không đợi các bạn phải chờ lâu nữa thì chúng ta bắt đầu đi vào những bước để làm giàu. Bước 1 ấy là chúng ta phải có dụng cụ. Dụng cụ đây là gì? Dụng cụ đây các bạn phải dùng laptop, máy tính bảng. Hoặc là tối thiểu là các bạn phải có một chiếc smartphone. Để làm gì? Để các bạn phải xem những cái video clip về dạy làm giàu. Thì cái mục đích của cái việc xem những cái video làm giàu trên mạng ấy, để các bạn có một cái động lực, có một cái sự phấn đấu về những tấm gương đã làm giàu ở trên mạng rồi. Đâu nào, xem cái nào uy tín nào. À, đây rồi. Lý do em đến đây là em muốn, thứ nhất là tự do tài chính, thứ hai là tự do thời gian, thứ ba là có nhiều mối quan hệ. Và rất là may mắn khi em gặp một anh tên là Vĩnh đã giới thiệu quảng cáo thầy cho em biết là thầy. Xong rồi em lên YouTube em gõ thầy. Em lên Facebook em gõ rồi em đăng ký luôn thầy. Em xin hết. Lý do thực sự là bây giờ mình chưa giàu, mình muốn làm giàu thì mình tới đây. Ok, rất tuyệt vời. Dành cho bạn một tràng vỗ tay. Muốn làm giàu chúng ta có mặt ở đây. Nice. Và cái bước thứ hai, tại sao các bạn lại xem video trên mạng? Khi chúng ta xem những video làm giàu trên mạng thì đâu đó chúng ta sẽ kiếm được một người thầy trên mạng phù hợp với cách làm giàu của bạn và người ta sẽ truyền cho bạn những cái kiến thức đó. Và cái điều quan trọng nhất của bước thứ hai này là đó chính là người thầy mà các bạn tìm ấy là phải biết nói đạo lý. Làm ăn mẹ chính trực còn chưa ra, toàn hỏi những cái thứ chân trời. Tôi nói các ông biết nhỉ nhỉ? Kinh doanh mà muốn ra tiền ấy là mình phải rất vất vả, mình phải có chiến lược, mình phải có quy mô. Làm gì có cái loại đi trả tiền mà ra tiền được? Chỉ oan thịt lừa thôi. Nice. Và cái bước thứ ba thì đơn giản hơn một chút nữa rồi. Thì cái bước thứ ba này là chúng ta chỉ cần giao lưu cùng với thầy, quan hệ với thầy. Để làm gì? Để chúng ta mua những khóa học có chất lượng và uy tín. Và cái mục đích để học những cái khóa học này để làm gì ấy? Thì thực ra cái khóa học này nó được chia ra làm rất nhiều các khóa học. Ví dụ những khóa học rẻ thì các bạn có thể mất một tháng để làm giàu. Và nếu mà những cái khóa học mà các bạn muốn giàu nhanh thì có thể chỉ là một tuần. Hoặc nếu mà có những cái khóa học mà sang xịn mịn thì nó chỉ mất khoảng một ngày các bạn đã có thể giàu. Vậy nên việc mà các bạn giao lưu hay là quan hệ với thầy để có những khóa học tốt ấy thì đó là một điều rất quan trọng ở cái bước 3 này. Cái bước cuối cùng của chúng ta đó chính là cái bước thực hành. Nó cũng đơn giản thôi. Tại vì sao? Vì chúng ta đã có kiến thức và chúng ta phải rất tự tin về những kiến thức mà các thầy đã truyền đạt lại. Ví dụ như các bạn có thể nói đạo lý này. Và sau khi các bạn đã tham gia những khóa học rồi đã đi thực chiến thì chắc chắn lúc này các bạn đã giàu rồi. Và nếu các bạn không tin ấy thì một tháng sau hoặc chỉ cần một tuần sau các bạn xem lại cái video này thì chắc chắn lúc đấy các bạn đã giàu rồi. Chắc chắn. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Nếu mà các bạn nào sau khi học xong mà giàu rồi thì hãy nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe kênh YouTube của mình để mình có động lực hơn để làm những video tiếp theo.